Bình Phước là tỉnh miền Đông Nam Bộ, là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, phù hợp phát triển cây công nghiệp lâu năm. Bình Phước có nhiều di tích lịch sử và có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, là điểm đến hấp dẫn của du khách. Thưa quý vị và các bạn, Bình Phước được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan xanh mát và hùng vĩ. Ngoài ra, địa phương này còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như đảo Yến Sơn Hà, khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ. Trên nẻo đường rong ruổi của Bình Phước hôm nay, kính mời quý vị hãy ghé thăm những điểm tham quan xanh mát nằm trên tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến vườn quốc gia Bù Gia Mập. Giang xin mời các bạn chúng ta ghé vườn quốc gia Bù Mập và ghé quần thể cây di sản Việt Nam tại vườn quốc gia. Những cái loài cây cổ thụ, những cái loài cây mà có đường kính cây gỗ lớn, có cái tuổi đời từ 155 đến 455 tuổi thì được Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Chúng ta đang thấy bắt gặp một cây số 2 trong quần thể 37 cây này, cây này bằng lăng, nó rất là to và khổng lồ đấy ạ. Cây này thì có tuổi đời cũng trên 200 năm tuổi rồi đấy ạ. Đường kính của cây này thì chắc phải hơn 3 mét. Chu vi thì chắc phải tầm 5-6 người ôm. Chúng ta đang đi vào cái quần thể 37 cây xăng lẻ hay là cây bằng lăng đấy. Được Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản tại vườn quốc gia Bù Gia Mập vào ngày 23 tháng 10 năm 2022. Đây cũng là cái mốc để công nhận những cái quần thể như thế này. Vườn quốc gia Bù Gia Mập nằm ở phía bắc tỉnh Bình Phước với diện tích hơn 25.000 hecta, khu rừng đặc trưng cho hệ sinh thái chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống vùng Đông Nam Bộ. Nơi đây đang bảo tồn nguồn gen quý hiếm của hệ động thực vật, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Nếu như đã chán với không khí đô thị ồn ào tấp nập, bạn có thể đến Bù Gia Mập để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, núi rừng. Để bắt đầu học các cái kỹ năng của ông bố thì nó màu vàng mờ. Dạ, hôm nay thì khi mà đến tham quan vườn quốc gia Bù Gia Mập, điểm đến chúng ta không thể bỏ qua đó là thác Đắc Mai 1. Thác Đắc Mai 1 thì tọa lạc tại vị trí của thôn Bù Rờ Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Có chiều rộng khoảng 15m, chiều cao khoảng 7m. Tuy nhiên thì cái điểm nhấn của thác như chúng ta thấy là hai bên có hai cái vòm hang và có hai cái lỗ sụt tự nhiên giống như hai cái giếng trời, giống như vòi hoa sen siêu to khổng lồ. Và phía bên tay trái của thác, hướng phải chúng ta nhìn vào thì cái vòm hang nó rộng hơn và sâu hơn. Tiền thân của Ban An ninh khu 10 trong những năm kháng chiến chống Mỹ được thành lập tại đây, cho nên đây cũng là cái địa danh lịch sử văn hóa cấp tỉnh của tỉnh Bình Phước mình. Thác Đắc Mai theo tiếng của người Stiêng, Đắc có nghĩa là nước, Mai có nghĩa là hiền hòa. Một dòng nước hiền hòa nó chảy xuyên từ tỉnh bạn Đắk Nông xuyên qua vườn quốc gia Bù Gia Mập và gặp dòng thác Đắc Mai. Có dịp ghé vườn quốc gia Bù Gia Mập vào tháng 2 và tháng 4, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các loài hoa lan rừng quý hiếm. Lan rừng không chỉ đẹp bởi sự kiêu sa, mà nó có mùi hương thơm tinh túy của từng loài như hoàng thảo báo hỷ, hoàng thảo kim điệp, chu đỉnh, hoàng thảo thủy tiên, xích cầu điệp.
Sau một ngày thưởng ngoạn với không gian thiên nhiên, màn đêm buông xuống cũng là lúc hãy cùng chúng tôi hòa mình vào âm thanh rộn ràng của tiếng chày xen lẫn tiếng cồng chiêng, uống rượu cần, thưởng thức các món ăn đặc trưng nơi đây và cùng thanh niên nam nữ biểu diễn các điệu múa bên ánh lửa hồng. Khi đến với vườn quốc gia Bù Gia Mập thì chúng ta không thể bỏ qua những món ăn truyền thống của người Mân Âu ở đây ạ. Đó là cơm lam, thịt nướng, gà nướng, canh thục, canh bồi và có cả rượu cần ạ. Canh thục và canh bồi khác nhau ở điểm đó là canh thục thì mình được nấu từ ống lỗ ô hoặc là ống nứa. Nguyên liệu thì có cà, rồi đọc mây, lá nhíp, rồi thịt nướng. Còn canh bồi thì được nấu nguyên liệu chính là từ gạo và lá nhau ạ. Mình giã nhuyễn xong rồi mình nấu ạ. Canh thục thì khi mình ăn thì có cái vị là đắng, cay, ngọt, bùi ạ. Còn canh bồi thì có cái vị là bùi. Từ vườn quốc gia Bù Gia Mập về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ ghé thăm lâm viên Mỹ Lệ với không gian giao thoa giữa đồi núi và ao hồ. Sông nước ở đây sẽ là điểm thú vị cho những ai muốn được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, không gian yên tĩnh và khí hậu trong lành. Với cảnh quan thiên nhiên rộng lớn hơn 70 hectare, đến đây chúng ta sẽ tham quan và trải nghiệm thực tế các vườn cây ăn trái, đồi chè ô long. Khi vào mùa thu hoạch, các bạn có thể tận tay thu hái trái và thưởng thức trái cây theo mùa. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, ở đây chúng ta còn thưởng thức những món ăn dân dã như cá suối nướng, xôi hạt điều cùng các loại rau đặc trưng của Bình Phước. Cách Sài Gòn 110 km trên địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khu du lịch đảo Yến Sơn Hà là điểm đến có một khoảng không gian xanh mát, hoàn toàn yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Du khách sẽ lên thuyền năng lượng dạo quanh hồ Bà Mù, ngắm nhìn xung quanh đảo Yến và được đắm mình vào thế giới tự nhiên, hoang sơ. Một bồ hồ rộng mênh mông, xa xa cánh đồng súng nổi trên mặt nước. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng một không khí trong lành tại nơi đây. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã có những trải nghiệm rất là thú vị về ẩm thực cũng như là về cảnh quan khi đồng hành cùng với chúng tôi trên những nẻo đường của Bình Phước. Chương trình hy vọng rằng sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những điều thú vị hơn nữa ở những chương trình tiếp theo của Rong ruổi Phương Nam. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.